các bạn thân mến Tình mới của ai mà không phải là tình cũ của người khác Tiếc rằng không phải ai cũng hiểu được điều này Trời qua chơi lại cũng chỉ là chút cơm thừa canh cặn Sau đó thì bỏ con của mình đi nuôi con của người khác Vậy nên đàn ông đừng chạm vào phụ nữ đã có gia đình Cô ấy là bộ mặt của người đàn ông Đàn bà đừng chạm vào đàn ông đã có gia đình Anh ấy là cuộc đời của người phụ nữ khác Nên nhớ cô ấy không phải là người phụ nữ của bạn đừng quá hỏi han ân cần. Anh ấy không phải người đàn ông của bạn, đừng tùy tiện dây dưa. Đây là điểm bấu chốt cơ bản của việc làm người, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, khi đã có gia đình mà ngoại tình đều không đáng một xu. Cái giá của việc ngoại tình có thể khiến bạn phải mất cả đời để trả. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn ngay sau đây. Quỳnh Hương xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Đêm khuya, Căn nhà chìm trong sự yên tĩnh, Hà nằm trên giường, ánh mắt mở to nhìn lên trần nhà tối mờ. Bên cạnh, Nam đã ngủ say, hơi thở đều đều vang lên như một nhịp điệu quen thuộc, nhưng chính sự quen thuộc ấy lại khiến lòng Hà dậy sóng. Thời gian gần đây, mọi thứ dường như đã thay đổi, dù Nam vẫn ở ngay bên cạnh cô mỗi đêm. Điện thoại của Nam rung lên trên đầu giường, ánh sáng từ màn hình làm căn phòng lóe lên một tia sáng mờ nhạt. Hà vốn chẳng bao giờ bận tâm đến những thông báo của chồng nhưng lần này dòng chữ hiện lên làm cô như chết lặng. Phụ huynh học sinh thảo trang ai lại nhắn tin vào giờ này gần một giờ sáng? Tay Hà khẽ run lên khi cầm lấy chiếc điện thoại, một nỗi bất an quen thuộc xâm chiếm. Dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện ra trên màn hình. Thầy ngủ chưa à? Mọi giác quan của Hà như tê liệt. Một dòng tin nhắn tưởng như vô hại nhưng lại thổi bùng lên những nghi ngờ âm ỉ bấy lâu trong lòng cô. Đây là lời của phụ huynh hay học sinh hay là một ai đó khác. Hà nhìn sang Nam, người đàn ông cô từng tin tưởng tuyệt đối, giờ đây nằm im lìm như một bức tượng, xa cách đến lạ lùng. Cô biết đêm nay sẽ không ngủ được nữa. Ngõ nhỏ Phan Đình Phùng yên ả vào mỗi buổi sáng, tiếng chim lích chích trên tán cây xà cừ vang lên trong làn gió xe lạnh đầu thu. Trong một căn nhà nhỏ, Nam vội vã khoác áo vét, cầm theo cặp tài liệu nặng chữ, đồng hồ điểm 7 giờ sáng, anh hôn lên trán vợ. Anh đi nhá, tối nay chắc anh về muộn, lớp học thêm hôm nay đông lắm. Hà đang chiên trứng trong bếp quay lại cười dịu dàng. Ừ em biết rồi, anh nhớ tranh thủ ăn trưa đấy, đừng để đau dạ dày. Nam gật đầu, ánh mắt anh ánh lên vẻ chiều mến. Trong lòng anh, Hà không chỉ là vợ mà là con người bạn đồng hành mà anh luôn biết ơn. Họ đã đi qua cùng nhau những tháng ngày khó khăn để xây dựng cuộc sống giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Hà sinh ra và lớn lên ở Yên Bái, nơi núi đổi xanh ngát, bao quanh những con đường mòn uốn lượn, là con gái của hai công chức nhà nước. Từ nhỏ, Hà đã được dạy dỗ nghiêm khắc. Cô Thủy Mỹ nết na, nhưng không kém phần thông minh. Ngày còn là sinh viên, Hà nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp dịu dàng, mà còn bởi thành tích học tập xuất sắc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nam gặp Hà trong một buổi hội thảo về giáo dục. Anh khi ấy là một thầy giáo trẻ có tiếng ở Hà Nội, được mời làm diễn giả cô sinh viên năm ba với mái tóc dài ngang lưng ngồi chăm chú ghi chép thu hút ánh nhìn của anh ngay từ lần đầu sau buổi hội thảo nam chủ động tiến đến bắt chuyện từ đó tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên tuy nhiên khi nam ngỏ lời muốn cưới hà gia đình cô đã lưỡng lự yên bài cách hà nội hàng trăm cây số còn nam lại là con trai trong một gia đình nông thôn ở nam định bố mẹ hà lo sợ con gái mình sẽ phải chịu khổ nhưng nam bằng tất cả sự chân thành đã hứa. "Bác ạ, à, cháu không giàu có, nhưng cháu hứa sẽ chăm lo cho Hà, cháu sẽ làm việc chăm chỉ để cô ấy được sống hạnh phúc." Trình ánh mắt kiên định ấy đã khiến bố mẹ Hà dần chấp nhận, và sau ngày cưới, Hà cùng Nam quyết định ở lại Hà Nội lập nghiệp, họ thuê một căn nhà nhỏ trong ngõ Phan Đình Phùng, bắt đầu những tháng ngày xây dựng tổ ấm từ con số 0. Nam là một thầy giáo tiếng Anh tận tụy, anh không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất được lòng học sinh lớp học của anh luôn đông kín cả ở trường lẫn ở nhà các phụ huynh đặc biệt là những người có điều kiện luôn sẵn sàng chờ đợi để con mình được học cùng thầy giáo vàng của thành phố nam quyết định thuê thêm một căn nhà nhỏ ngay bên cạnh căn nhà họ đang ở để nam mở thêm lớp dạy tiếng anh nam nhận ít học sinh thôi chủ yếu kèm cặp đội tuyển ôn học sinh giỏi Mỗi tối khi Nam trở về nhà, thường là lúc Hà đã chuẩn bị xong mâm cơm. Dù công việc ngân hàng bận rộn, cô luôn cố gắng về sớm để chăm lo cho chồng. Cuộc sống ở thành phố không hề dễ dàng. Nam dành phần lớn thời gian cho học trò, còn Hà đôi khi phải làm thêm giờ ở ngân hàng để hoàn thành chỉ tiêu. Dù yêu thương nhau, họ không tránh khỏi những khoảng lặng. Có lần, Hà trách nhẹ: "Anh bận quá, lúc nào cũng học sinh học trò, em sợ anh không còn thời gian cho gia đình mình nữa." Nam thở dài nắm tay vợ Anh biết, nhưng em hiểu cho anh nhé Mình đang cố gắng vì tương lai mà Anh hứa, khi mọi thứ ổn định Anh sẽ dành thời gian nhiều cho em Hà chỉ im lặng Lòng cô trùng xuống Cô yêu chồng, hiểu công việc của anh Nhưng đôi khi vẫn cảm thấy mình bị bỏ quên Những bữa cơm muộn Những đêm Nam cặm cụi soạn bài Những ngày cuối tuần Anh dành hết cho lớp học Tất cả khiến Hà không khỏi sạch lòng lớp học của Nam thu hút nhiều phụ huynh giàu có, những người luôn đặt kỳ vọng cao vào con cái. Một trong số đó có một cô bé thông minh và chăm chỉ, Thảo Trang, năm nay học lớp 6. Dưới sự hướng dẫn của anh, cô bé đạt nhiều thành tích xuất sắc. Có những buổi chiều, Thảo Trang phải ở lại ăn cơm tại nhà Nam vì mẹ bận. Hà cẩn thận nấu những món con bé thích. Nam liên tục nói thương con bé vì bố mẹ nó bận. Con bé ở với ông bà. Này ông bà đi vắng nên ở lại nhà Nam ăn cơm rồi học luôn thấy chồng tương học trò, Hà cũng cảm động. Sau ca học tối, Hà tới phụ huynh của Thảo Trang đến đón một người phụ nữ lớn tuổi mà Trang gọi là bà ngoại. Phong thái của bà hết sức đài cát, quý phái, thà nào nhìn Thảo Trang cũng xinh xắn như vậy. Ngày hôm sau như thường lệ, bà Thu Hồng lại xuất hiện đón cháu. Lần này, bà mang theo một chiếc hộp lớn đựng bánh, nở nụ cười rạng rỡ khi bước vào nhà Nam. Hà đang dọn dẹp phòng khách thì bất ngờ nhìn thấy bà Thu Hồng đứng ở cửa. Chào bác, bác ghé qua nhà có việc gì không ạ? À? Bà Thu Hồng nhìn Hà, ánh mắt hơi e ngại. À, bố mẹ Thảo Trang vừa đi công tác về, để cảm ơn thầy Nam vì đã luôn giúp đỡ Thảo Trang. Tôi mang đến biếu thầy Nam ít bánh, cháu cứ nhận nhát đừng ngại. Bà Thu Hồng cười, đưa hộp bánh cho Hà. Dạo này con bé học tốt lắm, toàn nhờ thầy Nam thôi. Hà nhận món quà từ tay bà Thu Hồng, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cô mỉm cười, bà Thu Hồng bộc bạch về cuộc sống của Thảo Trang và mong vợ chồng Hà giúp đỡ. Con bé Thảo Trang ở với bố dưỡng, con bé không thích bố dưỡng lắm, trước đây chống đối lắm. Hai năm nay học tiếng Anh với thầy Nam, con bé mới tìm lại được niềm yêu thích và vui tươi. Gia đình tôi biết ơn thầy Nam lắm. Hà ngại ngùng cũng an ủi bà Thu Hồng rằng trẻ con đang tuổi ẩm ương nên ương bướng khó bảo, yêu ghét rất rõ ràng. Biết hoàn cảnh của Thảo Trang như vậy, cô cũng thấy thương con bé. Nhưng cháu chưa gặp mẹ của Thảo Trang bao giờ ạ? À? Bà Hồng bối rối. Mẹ con bé bận lắm cô ạ, à, làm nhiều việc cũng vất vả. Người chồng thứ hai này giàu có, nhưng không thương mẹ con Thảo Trang đâu. Nhìn bà Thu Hồng có tuổi mà phúc hậu đẹp lão, Hà thậm nghĩ mẹ của Thảo Trang chắc chắn cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Một buổi tối, trong lúc dọn dẹp phòng khách, Hà vô tình nhìn thấy hộp quà nhỏ trên kệ sách tò mò mở ra, cô dững người khi thấy bên trong là chiếc đồng hồ nam đắt tiền, loại mà cô biết nam chẳng bao giờ dám mua. Kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ nắn nót, gửi thầy nam một chút quà nhỏ, mong thầy không từ chối, phụ huynh Thảo Trang. Hà cầm tấm thiệp trong tay, lòng cô đầy những cảm xúc lẫn lộn, cô bước thẳng vào phòng làm việc của Nam, đặt chiếc đồng hồ và tấm thiệp xuống bàn. Anh à, phụ huynh nào mà tặng quà giá trị vậy? Nam ngẩng lên, nhìn hộp quà và tấm thiệp, anh thoáng lung túng. À, phụ huynh Thảo Trang tặng, chắc họ quý mình thôi, anh định trả lại mà chưa có dịp. Hà nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ. Quý mình? Nhưng anh nghĩ xem, chiếc đồng hồ này quá đắt tiền. Nam đáp lại, giọng có chút bực bội. Em ngây thơ nhỉ? Gia đình họ có điều kiện thì quà này giá gì? Chẳng qua do nhà mình nghèo nên em mới thấy quý thôi. Hà khựng lại, lời nói của Nam khiến cô bất giác thấy chạnh lòng. Có phải trong câu nói đó, Nam đang so sánh sự giàu có của Thảo My với những gì họ đang có? Cô không biết, nhưng cảm giác tổn thương bắt đầu len lỏi. Nam im lặng, tiếp tục làm việc, không giải thích gì thêm. Còn Hà, cô cầm chiếc đồng hồ lên, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tối hôm ấy, cô không nói gì thêm. Cô ngồi lặng lẽ trong phòng ngủ, nhìn chiếc đồng hồ mà lòng dậy sóng. Hà không muốn tin rằng chồng mình có điều gì mờ ám. Thời gian trôi qua, sự lạnh nhạt giữa hai vợ chồng càng ngày càng rõ rệt. Một buổi tối, Hà nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ, bữa cương tối nguội ngắt vẫn chưa ai động đến. Nam về muộn, khuôn mặt anh có chút mệt mỏi nhưng không vội vàng giải thích. Hà khẽ thở dài nhìn chồng. Anh ăn gì chưa? Em hôm lại đồ ăn nhá. Câu nói nhẹ nhàng của Hà không giấu được sự xa cách. Nam ngồi xuống ghế gãi đầu. Không cần đâu Lúc nãy vài phụ huynh mời anh ăn rồi Tiện cảm ơn vì anh giúp con họ ôn thi Hả mím môi giọng cố giữ bình tĩnh Phụ huynh Thảo Trang cũng mời à Nghe đến đó Nam bỗng quay phát lại Giọng đầy khó chịu Có đấy thì sao Em định làm gì nào Đi ăn với phụ huynh Giờ cũng cấm cả nà Em nhỏ nhen quá rồi đấy Hà choáng vắng, Cô chỉ hỏi một câu Nhưng Nam lại phản ứng như thế Cô vừa chạm vào điều gì cấm kỵ Cô nhìn anh, ánh mắt đầy tổn thương, nhận ra sự quá đáng của mình, Nam dịu giọng. Anh không có ý gì đâu, chị ấy là phụ huynh, quý mình thì mời đi ăn thôi, chẳng lẽ anh từ chối được à? Hà cười nhạt, giọng cô nhẹ nhưng đầy mỉa mai. Vậy nếu có thêm phụ huynh nào khác ngưỡng mộ, chắc anh cũng không từ chối được đúng không? Căn phòng im lặng, Nam không đáp chỉ cúi đầu. Còn Hà, lòng cô dậy lên những cảm xúc mâu thuẫn. Cô không muốn làm lớn chuyện, nhưng ánh mắt bối rối của Nam và thái độ né tránh của anh không khỏi khiến cô nghi ngờ. Bởi sáng hôm ấy, Hà cầm trên tay quay thử thai, đôi mắt cô ngấn nước khi nhìn thấy hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Cô lập tức chạy vào phòng khách, nơi Nam ngồi xem lại tài liệu. Anh Nam, anh Nam ơi! Nam ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy vợ mình ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn ngào. Em có thai rồi anh ơi, chúng ta sắp làm bố mẹ rồi. Nam sững lại một giây rồi bật dậy ôm chặt Hà vào lòng. Anh không giấu được nụ cười rạng rỡ, đôi mắt anh lên sự hạnh phúc. Thật sao Hà? Thật không? Anh không dám tin. Hà gật đầu, nước mắt rơi xuống nhưng miệng vẫn cười. Thật mà anh, em vui quá. Từ giờ em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để con khỏe mạnh. Nam hôn lên chán vợ dịu dàng. Anh hứa từ nay anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em và con. Gia đình là quan trọng nhất. Tin Hà mang thai khiến không khí trong nhà Nam tràn ngập hạnh phúc. Cả hai được bận rộn chuẩn bị cho những tháng ngày sắp tới. Một đêm khuya, khi Hà đang nằm trên giường, Nam đã ngủ say, điện thoại của anh bỗng rung lên. Thường ngày, Hà chẳng bao giờ động đến điện thoại của chồng vì cô hiểu công việc của anh chủ yếu xoay quanh phụ huynh và học sinh. Nhưng lần này, ánh sáng từ màn hình khiến cô vô tình đọc được nội dung hiển thị, phụ huynh học sinh thảo trang. Điều khiến Hà cảm thấy kỳ lạ là tin nhắn này đến vào lúc gần 1 giờ sáng. Ai lại nhắn tin cho thầy giáo vào giờ này? Hà liếc nhìn Nam, thấy anh vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn. Tay cô run run mở tin nhắn. Những gì hiện lên trên màn hình khiến cô chết lặng. Thầy ngủ chưa à? Hà không tin vào mắt mình. Cảm giác lo lắng dâng lên, tay cô tiếp tục kéo xuống, đọc những đoạn hội thoại trước đó. Càng đọc, tim cô càng đập mạnh, đầu óc quay cuồng. Thầy có thích ăn bánh xèo không? Em rất thích ăn. Hôm nào thầy đưa em đi ăn bánh xèo thầy nhé. Nam trả lời ngắn gọn. Ok em. Hà buông điện thoại xuống. Cả người rơi vào trạng thái đông cứng. Phụ huynh học sinh Thảo Trang. Thảo Trang là cô bé học sinh ngoan ngoãn học giỏi mà Nam thường nhắc đến với sự yêu quý. Nhưng những dòng tin nhắn này chẳng giống cách nói chuyện của một đứa trẻ. Cảm giác có điều gì đó không đúng cứ bủa vây Hà khiến cô không ngủ được cả đêm. Cô không nói gì, không nhắn lại, chỉ đặt điện thoại xuống chỗ cũ, nhưng đầu óc cô không ngừng suy nghĩ, những nghi ngờ chồng chất khiến cô thêm nặng nề. Sáng hôm sau, khi Nam thức dậy, Hà đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhưng khác với mọi ngày, nụ cười quen thuộc của cô không xuất hiện. Cô nhìn Nam, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút sắc lạnh. "Anh này, dạo này em thấy anh bận rộn quá, đêm hôm có tin nhắn đến nữa đấy." nam thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ừ phụ huynh mà họ lo cho con cái có chuyện muốn hỏi thì nhắn thôi có gì đâu hà nhìn thẳng vào mắt chồng giọng đều nhưng không giấu được sự nghi ngờ không phải phụ huynh đâu anh là học sinh nhắn cơ thảo trang đấy nam thoáng nhíu mày nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản chắc nó hỏi bài vở hay điểm số thôi hà cười nhạt đáp lại không anh ạ à, em đọc rồi Nói chẳng hỏi han về học hành Chỉ nói chuyện vu vơ thôi Nam thoáng bối rối Ánh mắt hơi dao động Nhưng nhanh chóng chuyển giọng trách móc Mà em từ bao giờ Lại tự tiền động vào điện thoại của anh thế Chỉ là tin nhắn của học sinh Mà em cũng phải căn vặn Em nhỏ nhen hay tự ti thế à hả Hay là em rảnh quá rồi Câu nói của Nam như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Hà Cô chết lặng Không ngờ chồng mình lại có thể buông ra những lời lẽ cay nghiệt như vậy nhưng Nam chỉ cúi xuống Tiếp tục ăn sáng Tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra Hà ngồi yên trên ghế Nhìn Nam với ánh mắt chất chứa cả nỗi buồn và sự thất vọng Trong lòng cô dâng lên một cảm giác trông rỗng Cô không muốn tin rằng Người đàn ông cô tin tưởng tuyệt đối Lại có thể giấu giếm điều gì sau lưng mình Nhưng thái độ lảng tránh Và lời nói sắc bén của Nam Đã khiến cô không thể đặt câu hỏi tiếp Hà lặng lẽ thu dọn bát đĩa, lòng như có một cơn sóng ngầm cuộn trào. Những tin nhắn kia, giọng điệu vu vơ đầy ẩn ý và sự thay đổi trong cách đối xử với cô. Tất cả những mảnh ghép nhỏ đang dần hình thành một bức tranh mà cô không dám nhìn thẳng. Buổi chiều hôm đó, Hà chuẩn bị một mâm bánh xèo thơm nức, món ăn mà cô nghĩ rằng Thảo Trang, học trò yêu quý của chồng sẽ rất thích nam đang bận dậy trong phòng học thêm hà bày biện mọi thứ rồi gọi con bé vào trang ơi vào đây ăn bánh xèo với cô hôm nay cô làm nhiều lắm đủ cho tất cả mọi người ăn luôn thảo trang chạy vào dáng vẻ ngại ngùng nhưng lễ phép con cảm ơn cô nhưng con không thích ăn bánh xèo đâu ạ à? hà hơi ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh con bé vừa cười vừa nói ơ cô tưởng con thích ăn món này mà hôm trước con bảo là món ruột của con cơ mà con bé lắc đầu, nhăn mặt, giọng nói hồn nhiên. Không phải con đâu cô, con không thích ăn bánh xèo, nhiều mỡ lắm, nhưng mẹ con thì rất thích món này. Hà khựng lại trong giây lát, một tiếng ngờ vực lóe lên trong đầu cô, nhưng cô giữ vẻ tự nhiên, cười hiền. Vậy á, vậy thôi, con cứ thử miếng này xem, không ngon thì thôi. À mà con học tiếng Anh, có khó không? Nếu có bài nào không hiểu, cứ nhắn tin hỏi thầy Nam nhé. Thảo Trang lắc đầu quẩy quẩy, miệng đáp ngay. Con đâu có dùng điện thoại đâu cô Mẹ con không cho dùng Hà giật mình Cô cố giữ giọng thật nhẹ nhàng Thế sao cô thấy số này là của con Mà thấy Nam bảo con hay nhắn tin hỏi bài mà Hà đưa điện thoại của mình ra Màn hình hiển thị tin nhắn Từ số lưu tên Phụ huynh học sinh Thảo Trang Nhưng con bé ngẩng lên bĩu môi nói ngay Không phải con đâu cô Đấy là số khác của mẹ con mà con có nhắn tin thì cũng chỉ dùng số của bà ngoại vì con không ở với mẹ mấy khi đâu. Câu nói của Thảo Trang như gáo nước lạnh rội tẳng vào lòng Hà. Cô ngồi lặng đi vài giây, lòng dậy sóng. Hà không hỏi gì thêm, nhưng giờ cô đã hiểu cái tên phụ huynh học sinh Thảo Trang thực chất là số của mẹ con bé. Mà người nhắn tin cho Nam không phải là Thảo Trang mà là mẹ của con bé. Hà nén lại những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu, cô tiếp tục trò chuyện với Thảo Trang, cô giữ vẻ tự nhiên. "Trang này, con đáng yêu vậy thì chắc mẹ con cũng xinh lắm nhỉ, chắc hai mẹ con giống nhau đúng không?" Con bé cười ngây thơ, vừa nhai miếng bánh xèo vừa đáp. "Không cô ơi, con giống bố. Mẹ con còn hai chụp ảnh đẹp nữa cơ." Hà cười, nhưng trong lòng không ngừng run rẩy, cô ngồi xuống cạnh con bé, nhẹ nhàng hỏi thêm. "Thế cô muốn biết mặt mẹ con quá." Con có ảnh mẹ con không? Hay cho cô xem facebook của mẹ con đi Cô cũng muốn ngắm mẹ con xinh thế nào Thảo Trang không chút ngại ngùng Vui vẻ cầm lấy điện thoại của Hà Mở ứng dụng facebook ra Con bé gọi tên Mi Mun Vào ô tìm kiếm rồi đưa điện thoại cho Hà Đây mẹ con đây cô Hà cầm lấy điện thoại Tay cô khẽ run lên Cô nhìn vào màn hình Người phụ nữ trong ảnh hiện lên với vẻ đẹp rực rỡ, mái tóc uốn bồng bềnh, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nụ cười tươi tắn khiến chị ta trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Nhưng điều khiến Hà nghẹt thở hơn là một chi tiết, tài khoản Mi Moon có tên nam trong danh sách bạn bè. Hà lặng người, cô không dám tin vào mắt mình, cảm giác bị lừa dối xâm chiếm toàn thân, cô cố bình tĩnh mỉm cười với Thảo Trang mẹ con đẹp thật đấy cảm ơn con nhé cô xem đủ rồi buổi chiều hôm đó sau khi trò chuyện với thảo trang xong hà ngồi lặng thinh trong phòng khách tâm trí cô như một cuộn chỉ dối tung những lời của thảo trang về việc mẹ cô bé chính là người thường xuyên nhắn tin với nam khiến hà không sao gạt đi được hà mở điện thoại lần này không phải để nhắn tin hay tìm kiếm gì cụ thể mà chỉ để kiểm tra lại những gì mình đã bỏ qua Cô vào Facebook của Nam, nơi mà trước đây cô chưa từng để ý kỹ. Nam không đăng nhiều, chủ yếu là ảnh học trò, đồng nghiệp hoặc những hoạt động ở trường. Lướt qua những bức ảnh, Hà chợt dừng lại một trong những bức ảnh chụp dịp đầu năm học, giữa đám đông đồng nghiệp, có một người phụ nữ đứng ngay cạnh Nam, gương mặt ấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Hà căng mắt nhìn, cô ghép nối hình ảnh này với trí nhớ của mình cô nhanh chóng tìm thêm những bức ảnh khác những chuyến đi trải nghiệm cùng học sinh những buổi họp giáo viên những bữa tiệc tất niên người phụ nữ ấy xuất hiện trong hầu hết các bức ảnh có nam gương mặt ấy không ai khác chính là thảo my người mà cô vẫn nghĩ chỉ là một phụ huynh bình thường hà ngồi thẳng dậy tay run run cô lục lại toàn bộ những gì mình từng nghe nam nhắc về thảo my một người đồng nghiệp thân thiện hòa đồng nhưng hóa ra chị ta không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người có mặt bên chồng cô trong từng khoảnh khắc quan trọng ở trường. Hà nhanh chóng Hà nhanh chóng quan sát tài khoản Facebook của Thảo My, trang cá nhân của chị ta ngập tràn những bức ảnh rực rỡ, thể hiện cuộc sống đầy màu sắc của một phụ nữ thành đạt. Nhưng điều khiến Hà chết lặng là khi kéo xuống phần thông tin, cô nhận ra Thảo My lớn hơn Nam vài tuổi. Cảm giác gây tỏm tràn ngập trong lòng Hà, người chồng mà cô từng nghĩ là chuẩn mực, thật thà, lại có thể qua lại với một người phụ nữ lớn tuổi hơn, một đồng nghiệp trong trường, từng lời nói ngọt ngào, từng cái cớ nam đưa ra vẻ công việc, giờ đây đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Buổi tối, nam về nhà sau buổi dạy học, anh vẫn giữ vẻ thoải mái, cởi áo khoác, đặt cặp xuống ghế như mọi ngày, hà ngồi trên ghế sofa, ánh mắt theo dõi chồng, không còn ấm áp như trước. Nam bước tới, nhìn ánh mắt ấy, anh hơi ngập ngừng. Hà, em sao thế? Hôm nay có chuyện gì à? Hà nhấc điện thoại lên, giơ bức ảnh chụp đầu năm học của Nam ra trước mặt anh, giọng lạnh tanh. Đây là đồng nghiệp của anh đúng không? Người tiên Thảo My này ý, có phải là mẹ của Thảo Trang không anh? Nam thoáng sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, anh cười gượng. Ừ đúng rồi, sao tự dưng em hỏi thế? Chị ấy là phụ huynh của Thảo Trang, cũng là đồng nghiệp của anh thôi mà, có gì đâu hà gật đầu giọng cô vẫn bình thản nhưng đầy mỉa mai vậy á đồng nghiệp mà nhắn tin cho anh lúc nửa đêm lại còn nói là em thích ăn bánh xèo đồng nghiệp mà có mặt trong tất cả những bức ảnh của anh luôn đứng gần anh nhất anh nghĩ em tin nổi không nam cứng họng mặt tái đi anh bước tới gần hà cố gắng phân trần hà em hiểu lầm rồi chuyện không phải như em nghĩ đâu chị ấy chỉ là bạn thôi đôi khi nhắn tin nói chuyện vui vẻ không có gì hết hà bật cười tiếng cười đầy chua chát bạn anh nghĩ em ngu đến mức tin được á một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh đã có con lại còn nhắn tin kiểu đó với anh để làm bạn anh biết không chỉ nghĩ đến chuyện anh có thể qua lại với một người phụ nữ như vậy em đã thấy ghê tởm rồi nam tái mặt anh cố giữ bình tĩnh hà em đừng nói quá lên thế thật sự anh và chị ấy không có gì đi quá giới hạn chỉ là chị ấy giúp anh nhiều trong công việc anh mới nể chị ấy thôi giúp đỡ anh em từng nghĩ anh là người đàn ông tử tế chân chất nhưng bây giờ em chỉ thấy một kẻ hèn nhát giấu vợ lén lút qua lại với người phụ nữ khác anh có biết em cảm thấy thế nào không nam cúi đầu không nói nên lời anh biết mọi lời giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa thôi em bình tĩnh đi em đang mang thai nên hay nghĩ ngợi nhiều chứ thực ra không có gì đâu hà đứng dậy nước mắt rơi xuống không ngừng Cô cầm chiếc điện thoại bước thẳng về phòng ngủ, không muốn nhìn mặt chồng thêm một giây nào nữa. Trong căn phòng, Hà ngồi sụp xuống giường, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, những bức ảnh, những dòng tin nhắn, tất cả như những bằng chứng không thể chối cãi. Nam tức giận bỏ đi sau cuộc cãi vã, để lại Hà một mình với nỗi đau và sự nghi ngờ chưa có câu trả lời. Cô ngồi lặng trên ghế sofa, lòng đầy dằn vặt. Nam phủ nhận tất cả, khăng khăng rằng anh và Thảo My chỉ là đồng nghiệp, sự quan tâm của chị My chỉ là thái độ thân thiện bình thường. Nhưng Hà không tin là một người phụ nữ cô đủ nhạy cảm để nhận ra đều là điều bất thường trong cách ứng xử của chồng. Hà lặng lẽ mở điện thoại. Lần này cô không vội đối đầu nữa, nếu Nam đã chối, cô cần phải tìm ra bằng chứng. Cô quá giải khi vội vàng để anh ta có cơ trốn tránh, cô thầm nghĩ. Cô lần mò thông tin trên mạng, tìm đọc những bài đăng liên quan đến Thảo My. Một bức ảnh được chia sẻ từ trang cá nhân của trường lọt vào mắt cô. Buổi họp đầu năm học, Thảo My đứng cạnh Nam, tay cầm micro, ánh mắt rạng rỡ, hà lướt tiếp xuống dưới, đến một bài viết giới thiệu giáo viên mới của trường. Và cô ngỡ ngàng khi đọc dòng chữ, cô giáo Thảo My, con gái thầy hiệu trưởng tiền nhiệm của trường, chính thức tham gia đội ngũ giáo viên từ tháng 8 năm nay hà buông điện thoại xuống một nỗi cay đắng dâng lên trong lòng cô ngồi thử ra chắp nối mọi chuyện lại với nhau thảo mia không chỉ là đồng nghiệp mà là con gái của người từng giúp đỡ nam rất nhiều trong những ngày đầu tiên anh về trường hòa ra mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước sau một người phụ nữ trẻ trung năng động đầy sức hút như thế làm sao nam không say nắng những chi tiết không thể lở đi hà ngồi nhìn căn nhà tĩnh lặng chật nhận ra những thay đổi của nam gần đây, từng điều nhỏ nhặt mà cô từng bỏ qua giờ đây đều hiện lên rõ ràng. Nam bắt đầu chú ý đến ngoại hình hơn, trước đây anh chỉ đơn giản là một thầy giáo giản dị, thích mặc sơ mi trắng với quần tây, luôn để tâm đến sự thoải mái hơn là phong cách. Nhưng dạo gần đây, anh hay mua áo sơ mi mới, chọn những gam màu tươi trẻ mà trước đây anh chẳng bao giờ để ý. Anh còn dùng một loại nước hoa mới, mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Những thói quen thường nhật của Nam cũng thay đổi, những buổi tối ở nhà, thay vì ngồi đọc sách hoặc chuẩn bị bài giảng, Nam lại hay bật nhạc, không phải những bản nhạc cổ điển anh từng thích, mà là những bản tình ca nhẹ nhàng, đậm chất lãng mạn. Hà nghĩ đến ánh mắt Nam khi anh vô tình nhắc đến Thảo Mi, cái ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ, nụ cười thoáng nét bối rối mà trước đây anh không có, đúng là khi yêu, con người ta không thể giấu được qua ánh mắt. Hà cay đắng nghĩ hà tiếp tục tìm thông tin về thảo my một người đồng nghiệp cũ của chị my từng viết một bài đăng trên mạng xã hội nhắc đến hoàn cảnh gia đình phức tạp của chị chị my đã trải qua hai đời chồng nhưng cuộc hôn nhân thứ hai cũng không hạnh phúc thảo trang con gái của chị là con riêng từ cuộc hôn nhân đầu cô bé lớn lên ở nhà bà ngoại trong khi chị my thường xuyên di chuyển vì công việc một người phụ nữ từng trải giàu kinh nghiệm giống lại đầy sức quyến rũ. Chẳng trách chồng cô, một người đàn ông trước giờ chỉ quanh quẩn với bảng đen phấn trắng, lại bị cuốn hút. Hà nghĩ lòng đầy đau đớn. Thế mà bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi. Hà là người trong căn phòng tối. Cô nghĩ đến một câu mà người bạn từng nói. Trong hôn nhân, điều đáng sợ không phải là người ta ngoại tình, mà là người ta không còn muốn trở về nhà nữa. Cô nhận ra, Nam dù chưa thừa nhận bất cứ điều gì, nhưng trái tim anh đã không còn trọn vẹn ở đây. Anh đã tìm thấy niềm vui mới, một sức sống mới mà Hà không thể mang lại. Tất cả những thay đổi của Nam, từ cách anh ăn mặc, cách anh nghe nhạc, cho đến cách anh nhìn vào khoảng không với nụ cười mơ màng, đều tố cáo anh. Hà biết anh đã không còn là người đàn ông mà cô từng yêu nữa và dù cô đau đớn đến đâu, cô cũng phải đối mặt với sự thật này. Đêm đó, Hà nằm trên giường, mắt cô mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cô không thể nào ngủ được, hình ảnh của Thảo My cứ hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ lại những lần Nam nhắc đến phụ huynh Thảo Trang, nhớ những tin nhắn mập mờ đến vào giờ khuya, nhớ cả mùi nước hoa lạ trên áo Nam, tất cả như những mảnh ghép rời rạc, giờ đây dần khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Hả quay sang nhìn chồng, người đang nằm ngủ say bên cạnh, lòng cô đau như ai xé nát, hải nhắm mắt, nước mắt chảy dài. Cô nằm bên cạnh chồng, nhưng trong lòng như lửa đốt, Hà cầm điện thoại của Nam mở ứng dụng Zalo, lượt qua các tin nhắn khi nhìn thấy tài khoản lưu tên phụ huynh học sinh Thảo Trang, lòng cô như thắt lại. Bỗng một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô, cô thử nhắn một biểu tượng mặt cười đơn giản để thử xem phụ huynh Thảo Trang nhắn gì. Tin nhắn vừa được gửi đi, chỉ vài giây sau, tài khoản ấy trả lời ngay. Anh chưa ngủ à? Hôm nay có mệt không? Muốn ôm anh một cái quá. Hà như chết lặng, cả người cô tê cứng, mắt dán vào màn hình, từng câu từng chữ là những nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Đây không phải là tin nhắn giữa thầy giáo và phụ huynh, đây là lời lẽ của một người tình. Hà đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc, nhưng dù cố thế nào, nước mắt vẫn cứ trào ra. Cô nhìn sang Nam, người chồng mà cô từng yêu thương, đang nằm ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng thế giới của cô đã sụp đổ. Sáng hôm sau, Nam thức dậy. Thầy bữa sáng đã được dọn sẵn. Hà ngồi ở bàn ăn. Khuôn mặt cô lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén như xuyên thẳng vào anh. Nam chưa kịp nói gì. Thì Hà đẩy điện thoại về phía anh. Anh đọc đi. Đây là tin nhắn của vũ huynh học sinh Thảo Trang. Mà anh vẫn bảo là học sinh nhắn để hỏi bài. Giờ thì anh giải thích cho em nghe xem. Chuyện này là sao? Nam nhìn tin nhắn. Mặt cắt không còn giọt máu. Anh ấp úng. Hà em nghe anh nói đã chuyện này không phải như em nghĩ đâu chỉ là bạn bè nói đùa với nhau thôi không có gì cả hà cười nhạt giọng cô lạnh như băng bạn bè á một người phụ nữ đã có gia đình mà nhắn tin như thế này với một người đàn ông đã có vợ đây là cái anh gọi là đùa vui sao anh có nghĩ em là con ngốc không vậy nam ngồi lặng người anh biết mọi lời giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa Hà không chờ thêm câu trả lời nào từ Nam. Cô lấy điện thoại, vào danh bạ, tìm số của đồng nghiệp Thảo My. Mặt anh tay mét, anh trồm tới để ngăn vợ, giọng hoảng hốt. Hà, em làm cái gì vậy? Đừng có làm lớn chuyện, chúng ta giải quyết với nhau là được rồi. Hà gạt tay Nam, giọng cô đẩy vẫn nộ. Giải quyết với nhau ư? Anh nghĩ em đủ sức chịu đựng chuyện này một mình à? Nếu gia đình em tan nát, thì cô ta cũng phải biết cảm giác này là gì. Hà nhanh chóng tìm được số điện thoại của chồng Thảo My qua phần thông tin của học sinh. Hà không chỉ nhắn tin, cô còn gửi toàn bộ tin nhắn giữa Nam và Thảo My cho chồng của chị ta. Cô biết việc này sẽ đẩy mọi chuyện đi xa, nhưng Hà không quan tâm nữa. Cô cảm thấy đây là điều công bằng duy nhất mà cô có thể làm. Hai ngày sau, Nam nhận được một cuộc gọi từ chồng Thảo My, hẹn anh đến một quán cà phê để nói chuyện. Nam biết mọi chuyện đã vỡ lở, anh sợ hãi nhưng không thể từ chối. Khi đến nơi, anh thấy một người đàn ông sáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy sự tức giận đang ngồi chờ sẵn. Người đàn ông cất giọng trầm, rõ ràng từng chữ. Tôi đọc hết tin nhắn giữa anh và vợ tôi. Anh còn gì để giải thích không? Nam cúi đầu lý nhí. Tôi xin lỗi, nhưng thực sự chuyện này chỉ là vui đùa một chút, chưa có gì đi quá giới hạn cả. Người đàn ông nhếch mép cười lạnh, Vui đùa sao? Anh nghĩ tin nhắn kiểu đó là vui đùa sao? Được thôi, nếu chỉ là đùa, gọi vợ anh ra đây, để chị ấy xác nhận xem tin nhắn này có phải là đùa không. Nam biết mình không thể thoát. Anh gọi Hà, khẩn khoản nhờ cô đến. Lúc Hà xuất hiện, Nam đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc cái vã ẩm mỹ, nhưng cô lại khiến anh bất ngờ. Hà ngồi xuống, đối diện với chồng Thảo mi gương mặt bình tĩnh đến lạ. Người đàn ông nhìn cô từ tốn hỏi chị là vợ anh ta đúng không vậy chị có thể giải thích giúp tôi những tin nhắn này là thế nào hà không đáp ngay cô nhìn nam ánh mắt chất chứa nỗi đau rồi quay sang người đàn ông xin lỗi anh là do tôi quá hồ đồ ghen thương vô cớ nên mình nghĩ ra mọi chuyện chồng tôi không làm gì sai cả những tin nhắn đó chỉ là trao đổi công việc tôi đã suy diễn rồi làm quá lên mong anh đừng hiểu lầm người đàn ông thoáng bất ngờ nhưng không nói gì thêm Hà đứng dậy, cúi chào rồi rời khỏi quán. Nam vội vàng chạy theo vợ. Về đến nhà, Nam quỷ xuống trước mặt Hà, giọng anh đầy hối hận. Cảm ơn em, cảm ơn em đã bảo vệ anh trước mặt anh ta. Anh biết anh sai rồi, anh xin em cho anh một cơ hội để sửa sai. Hà nhìn Nam, ánh mắt trông rỗng, không còn sự dịu dàng hay tức giận. Cô cất giọng, từng lời như tảng đá rơi xuống. Vừa mới là vợ chồng, ân ái vợ chồng còn chưa phai nhạt. Đó là điều tốt đẹp cuối cùng em có thể làm cho anh. Chúng ta ly hôn đi. Nam chết sững, gương mặt anh trắng bệch. Hà, em nói cái gì vậy? Anh biết anh sai, nhưng anh sẽ sửa mà. Anh thề sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Hà lắc đầu, giọng cô lạnh lùng. Sửa sao? Anh sửa được không? Niềm tin mà anh đã phá nát, anh có sửa lại được không? Đối với em, mọi thứ đã kết thúc. Em không thể sống với một người mà em không còn tin tưởng nữa. Ly hôn đi, đó là cách duy nhất để cả hai thoát khỏi sự dằn vặt này. Nam gục xuống, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má. Nhưng Hà không nhìn anh thêm một lần nào nữa. Cô đứng lên, bước vào phòng, đóng cánh cửa lại, chấm dứt tất cả những kỷ niệm, những yêu thương mà cô từng dành trọn vẹn cho anh. Sáng hôm sau, Nam dậy sớm như thường lệ, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc cố gắng không gây ra tiếng động. Vừa đặt chân vào bếp, anh thấy Hà đang đứng đó, tay cầm ấm nước, khuôn mặt phẳng phất sự mệt mỏi. Nam ngập ngừng. Hà, em mệt à? Để anh pha trà cho em nhé. Hà không nhìn chồng, chỉ đáp gọn lỏn. Không cần, tôi làm được. Nam đứng đó, bàn tay buông thõng, anh muốn tiến tới giúp đỡ, nhưng ánh mắt lạnh tanh của hà như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người anh thở dài bước lùi về phía cửa nếu em cần giúp gì cứ nói với anh nhé nam cố gắng nói thêm giọng nhỏ nhẹ hà quay lưng lại không đáp cô không muốn phải nói thêm bất cứ điều gì với người chồng mà cô cảm thấy mình không còn hiểu nữa nam ra khỏi nhà bước lên xe máy để đến trường nhưng trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn những ngày gần đây, Hà dường như đang tự đẩy anh ra xa, cô không để anh giúp đỡ bất cứ việc gì, không trò chuyện với anh, thậm chí cũng không buồn trách móc hay giận dữ như trước. Sự im lặng của Hà khiến nam cảm thấy ngột ngạt. Ngồi trong văn phòng trường, nam ngả người ra ghế, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ, một đồng nghiệp đi ngang qua, chào anh nhưng anh chẳng buồn đáp. Trong đầu Nam hiện lên hình ảnh Hà đang cặm cụi làm việc một mình, cô ấy dường như không cần anh nữa, sự thật ấy làm anh đau đớn hơn bất kỳ lời trách mắng nào. Buổi tối hôm đó, Hà gặp người lại trong bếp, tay ôm lấy bụng, cảm giác mệt mỏi ập đến. Nam vừa bước vào nhà sau buổi dậy muộn, nhìn thấy cảnh đó, anh lao đến. "Hà, em sao thế? Để anh đưa em vào phòng." Hà gạt tay anh ra, giọng lạnh lùng. "Không cần, tôi tự lo được." Nam đứng bất động bàn tay vẫn đưa ra giữa không trung anh nhìn hà lê bước về phía phòng khách cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng anh anh muốn giúp cô muốn an ủi cô nhưng không biết bắt đầu từ đâu những gì anh từng làm những lời nói dối sự lén lút những thay đổi trong anh đã tạo nên khoảng cách không thể lấp đầy giữa họ nam bước vào phòng làm việc ngồi xuống ghế Ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà Anh không hiểu sao Mọi thứ lại trở nên như thế này Chẳng phải trước đây Anh vợ Hà từng là một cặp vợ chồng hạnh phúc Hà từng cười rất nhiều Cô ấy từng tin tưởng anh tuyệt đối Nhưng bây giờ Ánh mắt cô ấy chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách Nam thẩm nghĩ Mình đã sai ở đâu Là lúc mình nhận lời đi uống cà phê với Thảo My Hay lúc mình nhắn tin cho chị ấy Tại sao mình không dừng lại sớm hơn trước khi mọi chuyện đi quá xa? Nhưng giờ có hối hận cũng đâu có ích gì. Hà không còn tin mình nữa và có lẽ cô ấy cũng không cần mình nữa. Những ngày sau đó, Nam không liên lạc gì với Thảo My nữa. Khi không liên lạc được với Nam, Thảo My quyết định đến tận nơi Hà làm việc. Chị ta cố tình chọn lúc Hà bận rộn nhất, đứng trước quầy giao dịch với vẻ mặt kiêu ngạo. Thảo My đưa ra một giao dịch phức tạp cố tình làm khó Hà trước mặt khách hàng và trưởng phòng. Cô Hà, giao dịch này lâu thế, ngân hàng lớn mà làm ăn chậm chạp nhỉ. Trưởng phòng bước ra, trách móc Hà trước mặt mọi người, khiến cô lúng túng và xấu hổ. Sau khi xong việc, Hà gọi điện cho Thảo My, yêu cầu gặp mặt để giải quyết mọi chuyện. Hà ngồi một mình trong góc quán cà phê, đôi tay siết chặt trước ly thủy tinh lạnh buốt. Trước mặt cô là người phụ nữ, khiến cuộc sống gia đình cô đảo lộn với vẻ ngoài tự tin và sự trơ chẽn đến khó tin. Chị ta ngồi thoải mái như thể không có bất kỳ giới hạn nào ràng buộc mình. Chị My, em mong chị nói rõ, những hành động của chị hôm nay là ý gì vậy? Thảo My bật cười, nhấp ngụm cà phê sau đó nhún vai. Hà, một người vợ kém cỏi như vậy, đừng làm cản trở gì cho chồng mình. Câu nói của chị ta như một cú đấm thẳng vào lòng Hà. Cô hít sâu cố giữ bình tĩnh. Chị nói gì vậy? Chị nói rõ đi. Thảo Mì nhích môi, ánh mắt đầy thách thức. Chị đang định đầu tư mở cho Nam một trung tâm dạy tiếng Anh. Nhưng Nam sợ em buồn nên không dám đồng ý. Hà thoáng ngạc nhiên. Chuyện này... Chị Mì cười lớn. Ồ, chị tưởng Nam đã kể với em rồi. Nam là giáo viên giỏi, chị luôn sẵn lòng giúp đỡ. Câu trả lời của chị ta như một nhát dao cứa sâu vào tim Hà. Nước mắt đã trực trào, nhưng cô nén lại không muốn yếu đuối trước mặt người phụ nữ này. Chị mi chị quá đáng lắm. Chị không nghĩ đến cảm xúc của người khác sao. Chị là người nhiều tiền. Chị đừng mang tiền ra để đùa cọt người khác. Thảo mi mỉm cười, đặt chiếc cốc xuống bàn, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy vẻ chơi chẽn. Hà, em đừng nhẹ cảm thế. Nếu em không giúp được Nam thì tốt nhất. Em nên để anh ấy tự do Em không thấy sao Nam muốn có một sự nghiệp rực rỡ nhưng em đang kéo anh ấy xuống đấy hà đứng phát dậy toàn thân run rẩy nhưng trước khi có kịp phản ứng điện thoại của thảo mi rung lên chị ta nhấc máy nói to nam à ừ giờ chị ở quán cà phê em qua đi chúng ta cần bàn nốt chuyện mở trung tâm chị ta quay sang hà giơ màn hình điện thoại ra chồng em gọi này em thấy đấy chúng ta đều vì sự nghiệp của anh ấy thôi hà không tin vào tay mình Cô quay mặt đi, nhưng đôi chân không bước nổi ra khỏi quán. Cô quyết định đứng bên ngoài, chờ xem liệu Nam có đến hay không. Khoảng 10 phút sau, Nam xuất hiện, anh mặc sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tè, trông có vẻ vội vã. Hà cầm điện thoại bấm gọi cho anh, đầu dây bên kia, giọng Nam vang lên đều đều. Em à, em gọi anh có việc gì thế? Nói xong câu đó, Nam thấy mình thật là ngu ngốc, anh vội vàng chữa cháy. À, anh đang ở trung tâm dạy, Hôm nay có lớp mới nên anh về muộn, em nghỉ ngơi đi nhé. Hà nghẹn lại, cô cũng đang định tha thứ cho Nam nhưng anh ta lại tiếp tục cho cô một đòn chí mạng. Anh ta tiếp tục dối trá quanh co, còn người anh ta quá nhiều bí mật. Hà lên tiếng, thật không, anh có chắc mình đang ở trung tâm không? Nam ậm ừ, cô giữ bình tĩnh. Ừ, tất nhiên rồi, sao em lại nói vậy? Trước mặt Hà, Nam bước vào quán, ánh mắt nhìn quanh tìm Thảo My. Cô không thể chịu nổi nữa, nước mắt cô chảy dài. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, cô lặng lẽ bước ra khỏi quán, lấy xe và phóng về nhà. Trên đường trở về, bụng Hà bắt đầu đau âm ỉ, cảm giác vừa đau thể xác, vừa đau tinh thần, khiến cô gần như không thể tiếp tục. Cô dừng xe bên đường, gục xuống khóc như mưa. Người đi đường vẫn lướt qua, nhưng Hà không quan tâm, thế giới xung quanh cô như đang sụp đổ. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, gạt nước mắt, tiếp tục lái xe về nhà. Nhưng khi về đến nơi, cô không còn sức để làm gì. Căn nhà tối om, lạnh lẽo, Hà nằm bẹp trên giường, mổ hôi túa ra, hơi thở nặng nhọc. Cô không bật điện, không mở tivi, chỉ để mình chìm trong bóng tối. Điện thoại sáng lên Facebook của Thảo My đăng status mới. Hạnh phúc bình yên. Thảo My đang một bức ảnh tay cầm cốc cà phê nhưng hình ảnh mờ mờ phía sau là người đàn ông ngồi đối diện ghế bên kia. Chỉ nhìn thoáng qua Hà cũng nhận ra đó là chồng cô. Những hình ảnh hiện lên khiến cô không thể thở nổi. Đó là hình ảnh nam đang ngồi ghế đối diện trầm tư trong quán cà phê. Cô biết Thảo My đang lên cố tình chọc tức cô mà thôi. Khoảng 8 giờ tối, Nam về nhà, thấy nhà tối om, anh vội bật đèn và gọi to. Hà ơi, em đâu rồi? Sao nhà không bật đèn? Không có tiếng trả lời, anh bước vào phòng ngủ, thấy Hà nằm co quắp trên giường, mổ hôi ướt đẫm, gương mặt cô tái nhợt, đôi môi run rẩy, Nam hốt hoảng chạy đến lay gọi. Hà, em sao thế? Trời ơi, nói gì với anh đi. Hà hé mắt xong yếu ớt. Em, em đau lắm. Nam lập tức bế Hà lên, lao ra xe và đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi, tim anh như bị bóp nghẹt, những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn lạ, những hành động mờ ám của mình, tất cả quay cuồng trong đầu anh. Anh hiểu rằng anh là nguyên nhân khiến vợ mình ra nông nỗi này. Tại bệnh viện, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề. Cô ấy bị xúc động mạnh, dẫn đến cơn co thắt tử cung. Chúng tôi đã cố gắng mới giữ được đứa bé. Hiện tại cô ấy cần nghỉ ngơi và tránh những kích động thêm. Nam ngồi sụp xuống ghế, hai tay cảm tạ trời đất đứa con của hai người không làm sao hết nếu con có mệnh hệ gì anh không biết chuộc lỗi sao đây hà tỉnh dậy đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn nước mắt để khóc cô nhìn nam giọng khản đặc anh đã để chị ta chen vào gia đình mình anh đã phá nát hạnh phúc của chúng ta nam quỳ xuống bên giường giọng anh nghẹn lại hà anh sai rồi anh chỉ muốn tốt cho gia đình mình anh không hề biết mọi chuyện lại đi xa thế này anh xin em đừng xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến con chỉ một lần này thôi hãy vì con của chúng ta nhưng hà quay mặt đi ánh mắt cô trống rỗng với cô những lời xin lỗi lúc này chẳng còn ý nghĩa một tổ ấm từng vững vàng giờ đây đã dạn nứt đến không thể hàn gắn những ngày sau đó hà xin nghỉ phép một tuần để nghỉ ngơi dưỡng thai cô ngồi trên chiếc ghế salon cũ kỹ tay ôm lấy chiếc khăn lụa mẹ chồng mới mang từ quê lên đôi mắt cô sưng đỏ nhưng không còn nước mắt để rơi nữa trước mặt cô bức ảnh siêu âm vẫn nằm trên bàn như một lời nhắc nhở bản thân đứa con bé bỏng của cô phòng bên nam ngồi gục đầu trên bàn làm việc chiếc điện thoại rung liên tục màn hình hiển thị cái tên quen thuộc chị my Nam tắt máy, một lúc sau, tin nhắn của chị My đến. Hết học kỳ này, chị sẽ xin nghỉ dậy, em không cần phải tránh né chị đâu. Nam không nhắn lại, lòng ngập tràn sự ân hận, nhưng anh không dám bước ra phòng khách, nơi Hà đang ngồi trong im lặng, anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Khi mẹ chồng Hà, bà Duyên, nhận được tin con dâu bị động thai, bà lập tức bắt xe từ quê lên thành phố. Bà không hỏi, không nói nhiều, chỉ bước vào nhà, nhìn thấy Hà gầy rộc, đôi mắt thất thần rồi thở dài. "Con ơi, sao lại để đến nông nỗi này? Có bầu mà không biết giữ gìn, hay là lại làm việc quá sức?" Hà lặng người, cô không muốn nói, nhưng ánh mắt đầy lo lắng và thương yêu của bà khiến cô không kiềm nổi từ hôm đó bà duyên ở lại nhà với vợ chồng nam để chăm sóc hà một buổi chiều bà ngồi bên cửa sổ đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài trời những ngày gần đây bà cảm nhận được điều gì đó bất thường trong căn nhà của hai con hà vốn là một cô con dâu vui vẻ tươi tắn giờ đây lại lặng lẽ và gầy đi trông thấy còn nam đứa con trai của bà luôn tự hào về sự triển chu trách nhiệm nhưng dường như trở nên ít nói và thường xuyên né tránh ánh mắt mẹ hôm nay nam lại ra trung tâm dạy học từ sớm chỉ còn hà ở nhà bà duyên ngồi xuống bên cạnh con dâu khẽ đặt tay lên vai cô giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm hà à, con và nam có chuyện gì phải không hà giật mình vội lắc đầu cố nở một nụ cười gượng gạo dạ không có gì đâu mẹ ạ à. con chỉ hơi mệt thôi anh nam thì bận việc thôi ạ à. Nhưng bà Duyên không dễ bị qua mặt Là người phụ nữ từng trải Bà hiểu rõ những biểu hiện bất thường trong gia đình Bà nhìn sâu vào mắt Hà Giọng trầm xuống Hà Con đừng giấu mẹ Mẹ biết hai đứa đang có vấn đề gì đó Nói mẹ nghe xem nào Những lời của bà Duyên như chạm vào nỗi đau sâu kín trong lòng Hà Đôi mắt cô đỏ hoe Nước mắt lăn dài trên má Cô cúi đầu Giọng nghẹn ngào Mẹ ơi con không biết anh Nam có thật sự phản bội con hay không, nhưng những gì chị ta làm, những lời chị ta nói và cả cả những việc anh Nam thay đổi, con không thể tin được, con mệt mỏi lắm mẹ ơi." Nói rồi, Hà từ từ kể cho bà Duyên nghe mọi chuyện, bà lắng nghe, đôi tay run rẩy, ánh mắt dần đỏ lên, bà không nói gì, nhưng sự vẫn nộ hẳn rõ trên khuôn mặt già nua. "Thằng Nam, nó dám làm chuyện này sao, để mẹ nói chuyện với nó." Mẹ à, Hà vội nắm tay bà, mẹ đừng mắng anh ấy, anh ấy đã biết sai, đã xin lỗi con rồi, con chỉ muốn kể để mẹ hiểu, để con nhẹ lòng hơn thôi. Nói rồi Hà lại bật khóc nức nở như không kiểm nén được nỗi đau cố đẻ nén từ lâu, bà Duyên im lặng một lúc lâu, chờ đợi Hà bình tĩnh lại sau phút giây trải lòng. Là một người từng trải qua không ít sóng gió trong cuộc đời, và hiểu rõ rằng... Mọi thứ không chỉ đơn giản nằm ở lỗi của một phía. Hà, mẹ biết chuyện này không dễ dàng gì với con, nhưng con phải hiểu, Nam là thằng con trai của mẹ, nó không phải là đứa vô trách nhiệm, đều nó đã đi xa đến mức này thì chắc chắn có điều gì đó đã kéo nó đi, mẹ không bênh nó, nhưng mẹ muốn làm con bình tĩnh. Hà cúi đầu, đôi vai run rẩy, cô cảm nhận được sự ấm áp và đồng cảm từ mẹ chồng. Nhưng những vết thương lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mẹ à, con không biết mình còn đủ sức để tha thứ hay không, nhưng vì con cái, con sẽ bỏ qua, nhưng lòng tin của con với anh Nam không còn nữa mẹ ạ. À. Sau một hồi trầm ngâm, bà Duyên vỗ nhẹ vào vai Hà. "Con dâu à, mẹ không ép con phải tha thứ, nhưng nếu con muốn giữ gia đình này thì con và Nam phải đối mặt với nhau." mẹ sẽ nói chuyện với Nam. Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu, đôi khi cũng cần một cú đánh thức. Mẹ không để con chịu thiệt thòi một mình. Hà ngước lên nhìn bà Duyên, đôi mắt ngấn nước. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình được an ủi mà không phải từ mẹ ruột mà từ người mẹ chồng. Tối hôm đó, khi Nam trở về nhà, bà Duyên trở sẵn. Nam chưa kịp cởi giày, bà đã đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị. Nam, ra đây, Mẹ của chịu muốn nói Nam ngồi xuống về mặt bối rối Anh đoán được chuyện gì đang chờ mình Mày dám phản bội vợ mày à Mày biết nó khổ sở thế nào không Nó bị động tay Một phần là vì mày đấy Mày có biết không Giọng bà run lên Nhưng mỗi lời nói như đâm thẳng vào tim Nam Nam cúi gầm mặt Mẹ Con xin lỗi Con biết sai rồi nhưng con thật sự không muốn làm tổn thương Hà, chuyển với chị My chỉ là nhất thời, con đã cắt đứt rồi ạ." À? Bà Duyên đập mạnh tay xuống bàn, giọng đanh thép. "Nhất thời ư? Nhất thời mà mày để vợ mày đau đớn thế này, mày không nghĩ đến nó à? Không nghĩ đến đứa con trong bụng nó à?" Bà nghẹn ngào. "Ngày xưa mày quỳ xuống xin lấy con Hà, bố mẹ nó không muốn vì xa xôi cách trở, mày hứa gì với người ta?" mẹ nói mẹ sẽ yêu thương nó, không để nó khổ. vậy mà giờ mày làm ra cái chuyện này. Nam im lặng, nước mắt chảy dài, anh đã không còn lời nào để biện minh. Hà đứng lặng lẽ ngoài cửa, lòng cô rằng xé giữa sự đau đớn và cảm giác thương cảm khi thấy chồng mình ngồi cúi gầm mặt trước mẹ. căn nhà nhỏ chưa còn tiếng nức nghẹn của bà duyên, nhưng đó cũng là lúc bà nhìn Nam giọng dịu lại. Mày không cần phải hứa nữa mẹ cần mày làm từ giờ mày phải chứng minh cho mẹ và hà thấy nếu mày còn tái phạm mẹ không nhìn mặt mày nữa nam ạ à. nam gật đầu nắm chặt tay con biết lỗi rồi à con sẽ thay đổi đêm đó căn nhà yên lặng nhưng không ai ngủ được một tuần sau bà Duyên thu dọn đồ đạc để trở về quê. Trước khi đi, bà kéo Nam ra phía hiên nhà, nơi ánh nắng sớm dọi vào mấy chậu cây xanh hài trồng, vừa nhìn anh vừa thở dài. Nam, mày nghe mẹ dặn một câu này. Làm thằng đàn ông, sống phải có trách nhiệm, đàn bà nó thương thì nó nhịn, nhưng đến lúc nó đau quá, nó bỏ đi thì mày đừng hối hận, hiểu chưa? Nam cúi đầu gật nhẹ, nhưng bà vẫn không hài lòng, bà chêm thêm nhà này tan nát là tại mày con dâu mẹ nó chưa bỏ mày là phúc của mày đấy đừng để mẹ phải nghe thêm một lời xấu nào từ mày nữa mẹ không chịu nổi đâu hà đứng trong bếp nhìn mẹ chồng qua cánh cửa nhỏ dáng bà lom khom bước đi chậm rãi cô bất giác cảm thấy cay mắt nhưng cô kiềm lại mình không thể dễ dàng tha thứ được hà tự nhủ anh ấy phải chứng minh bằng hành động chiều hôm ấy căn nhà nhỏ của nam và hà lặng lẽ như thường lệ hà đang chuẩn bị bữa tối trong bếp tiếng bát đĩa khẽ vang lên đều đặn nam vừa đi làm về nét mặt thoáng mệt mỏi anh vừa ngồi xuống ghế chưa kịp cởi hẳn chiếc áo khoác thì chuông cửa reo lên nam đứng dậy mở cửa người phụ nữ đứng bên ngoài khiến anh khựng lại là thảo mi dáng vẻ tự tin, nét mặt điểm nhiên, chị ta khoác trên tay chiếc túi sách hàng hiệu sang bóng, môi nở nụ cười nhẹ. Chào Nam, lâu quá không gặp, chị ghé qua có chút việc, không phiền chứ? Nam dững người, chưa kịp nói gì, thì Hà tử bếp bước ra, tay vẫn cầm chiếc khăn lau, cô dừng lại ngay cửa phòng khách, ánh mắt chạm ngay thảo mi, một khoảng lặng bao trùm, đủ để không khí trong nhà bỗng trở nên căng thẳng. Thảo My vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng không giấu được vẻ kiêu ngạo, giọng chị ta nhẹ nhàng, từng lời nói ra như muốn dò xét. Hà, lâu quá không gặp em, chị chỉ ghé qua để đặt vấn đề với Nam thôi. Chị muốn nhờ Nam dạy kèm riêng chị một khóa vắt âm tiếng Anh, thời gian tới chị sẽ sang nước ngoài. Hà không vội trả lời, cô bước chậm rãi về phía phòng khách, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của Thảo My, dường như cô đang đo lường từng ý tứ từng lời nói của người phụ nữ trước mặt cả nam cũng đứng im không biết phải xử lý tình huống này thế nào hà dừng lại cách thảo mi một bước chân ánh mắt lạnh như băng giọng cô nhẹ nhưng đanh thép chị có biết mình đã làm gì với gia đình tôi không tôi đã suýt nữa đánh mất đứa con của mình vì hành động ngu ngốc của chị và chồng tôi vậy mà chị vẫn dám bước chân đến đây thảo my thoáng tái mặt nụ cười thường trực trên môi của chị ta chợt nhạt đi câu nói của hà như một cú đánh mạnh khiến chị ta khựng lại trong chốc lát chị ta nhìn nam như chờ đợi một lời giải cứu nhưng anh chị đứng yên gương mặt lộ rõ sự bối rối thảo my vội đói giọng hơi lúng túng à thôi vậy chị xin phép chị về đây nam nhớ lời đề nghị của chị nhé chị ta vừa quay lưng bước đi chưa kịp ra khỏi cửa thì giọng Hà lại cất lên, lần này dõng dạc và mạnh mẽ hơn. Chị đứng lại. Thảo My quay lại, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bực bội. Cô nhìn Hà, nhưng Hà không chút nao núng. Cô bước lên một bước, giọng nói để quyết liệt. Anh Nam không cần phải nghĩ thêm gì đâu. Tôi sẽ trả lời luôn hộ anh ấy. Chồng tôi không nhận dạy kèm riêng, chị nghe rõ chưa? Thảo My nhướng mày, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nụ cười nhạt trên môi chị ta chẳng giấu được sự mỉa mai giá nhận dạy gia sư cao đấy. Hà, chỉ không tiếc tiền đâu. Hà mỉm cười, một nụ cười không giấu nổi sự kinh thường. Cô nhìn thẳng vào mắt Thảo My, từng lời nói đều rõ ràng, không chút vòng vo. Cao bao nhiêu cũng không quan trọng. Với một người khiếm khuyết nhân cách như chị, gia đình tôi không nhận. Chị nên về rèn rũ lại nhân cách của mình trước đã, rồi hãng đi học thêm kiến thức. Câu nói khiến Thảo My dững lại, sự tự tin trên khuôn mặt chị ta dường như biến mất, chị ta cố gắng lấy lại vẻ kiêu ngạo nhưng giọng nói đã lạc đi. "Chỉ là một thầy giáo quen mà sĩ diện, tôi chỉ đang tạo cơ hội cho chồng cô phát triển, vậy mà cô cư xử thế này à?" Hà không để chị ta kịp chiếm thế thượng phong, cô bật cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự chua xót. "Vợ chồng tôi có nghèo tiền bạc, nhưng giàu nhân cách, không giống như chị, một người thiếu hụt nhân cách." Không khí trở nên nặng nề đến ngột ngạt, Thảo Mi không nói thêm gì, đôi mắt sắc lạnh chừng chừng nhìn Hà, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chị ta mím môi, quay gót bước đi, Hà đứng yên nhìn theo ánh mắt vẫn lạnh lẽo và cương quyết. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ, Nam vẫn đứng ở phòng khách, khuôn mặt trắng bệch. Anh từ từ ngồi xuống ghế, đôi tay buông thõng Trong đầu anh lúc này là hàng loạt câu hỏi không một lời giải đáp. Hà quay lại nhìn Nam, không còn nước mắt, không còn những lời oán trách. Cô bước chậm về phía anh, ánh mắt dừng lại nơi anh ngồi. Anh thấy không, chính sự nhu nhược của anh trước đây đã khiến họ nghĩ có thể trà đạp lên em và gia đình này. Nhưng từ giờ em sẽ không nhường nữa, đứa con của chúng ta đã suýt chút nữa thì mất và em không cho phép ai lấy đi thêm bất cứ điều gì nữa, anh hiểu không?" Nam ngẩng đầu lên nhìn Hà, cô không còn là người phụ nữ yếu đuối, im lặng chịu đựng như anh từng nghĩ, đứng trước anh lúc này là một người vợ mạnh mẽ, đang cố gắng bảo vệ những gì còn lại của gia đình. Nam cúi đầu anh muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Nỗi hổ thẹn và sự bối rối, cả cảm giác thất bại đang bóp nghẹt lồng ngực anh. Hà không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay đi, để lại Nam ngồi đó, một mình với những suy nghĩ dối bời. Anh biết đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn, thay đổi hoặc mất tất cả. Từ ngày ấy, Nam bắt đầu thay đổi rõ rệt anh chủ động không nhận dạy kèm học sinh tại nhà để không còn gặp phụ huynh như Thảo My và cũng dành không gian cho Hà nghỉ ngơi những ngày cuối tuần anh tự tay vào bếp nấu ăn chăm chỉ trò chuyện với Hà dù chỉ nhận lại sự im lặng một tối khi Hà đang ngồi trên bàn làm việc Nam rụt rẻ bước tới đặt một tấm ảnh nhỏ lên bàn đó là ảnh xưa âm của đứa bé Nam nói giọng đầy hối hận anh biết anh không thể nào bù đắp được cho em nhưng anh muốn giữ bức ảnh này để nhắc nhở anh mỗi ngày rằng chúng ta là một gia đình. Anh xin em, xin em cho anh một cơ hội làm lại. Hà nhìn bức ảnh, lòng quản thắt. Cô không trả lời, chỉ đứng lên, bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Khoảng một tháng sau, bà Duyên gọi điện lên hỏi tam con dâu. Hà, con kể mẹ nghe, thằng Nam có làm gì khiến con buồn nữa không? Hà lắc đầu. Dạ không mẹ ạ. À? anh ấy đã thay đổi nhưng con con cần thêm thời gian bà duyên gật gù được rồi mẹ không dục nhưng con nhớ chuyện gì cũng phải kể với mẹ con không có lỗi đừng một mình chịu đựng mẹ là mẹ của con không phải chỉ của nam câu nói ấy như tháo bỏ một lớp băng trong lòng hà cô lắng nghe lời mẹ chồng lòng đầy sự biết ơn cứ tưởng mọi thứ đã quay trở lại như bình thường, nhưng một ngày, Nam nhận được tin nhắn từ số lạ. Nam, em chỉ muốn gặp anh lần cuối, đừng sợ, em không làm gì đâu, Thảo Trang chỉ muốn chào thầy trước khi sang nước ngoài thôi, con bé sẽ chuyển trường, mẹ con em sẽ đi. Nam đọc tin nhắn, tay run lên, anh định xóa đi nhưng lại nghĩ, mình phải dứt khoát để cô ta không làm phiền nữa, anh nhắn lại. Được rồi, Chúng ta gặp nhau một lần cuối Sau đó đừng liên lạc nữa Họ hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ Nơi vắng vẻ để tránh bị ai nhìn thấy Nam nghĩ rằng Mình sẽ chỉ cần nói rõ mọi chuyện Rồi quay lại cuộc sống của mình Nhưng anh không ngờ Cuộc gặp ấy lại là khởi đầu cho một loạt rắc rối Thảo My ngồi để sẵn Trong một chiếc thảo my mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ như thể muốn khẳng định cô ấy vẫn đầy quyền lực trong cuộc đời anh khi nam bước vào cô nở nụ cười dịu dàng anh đến rồi em tưởng anh quên luôn em rồi chứ nam không ngồi xuống chỉ đứng trước mặt cô nói lạnh nhạt tôi đến để nói rõ với chị chuyện của chúng ta đã kết thúc chị đừng làm phiền tôi nữa thảo my nhếch mép kết thúc ư anh nghĩ dễ thế sao anh quên em được nhưng em thì không nam ạ à em yêu anh anh không thể quay lưng với em như thế này được nam cố kiểm chế giọng anh cứng rắn thảo my tôi xin lỗi nhưng tôi có gia đình có vợ đừng tiếp tục nữa chúng ta đều biết đây là sai lầm thảo my đứng dậy ánh mắt trở nên dữ dội sai lầm anh nghĩ anh có thể sửa sai dễ dàng như thế sao anh nợ em anh có biết vì chuyện này mà anh tuấn có lý do muốn bỏ em không nam giận dữ vì sao cô còn không hiểu à cô quá tham lam những người phụ nữ như cô thật sự đáng sợ trước đây là do tôi ngu ngốc bây giờ tôi biết mình cần phải làm gì tôi chỉ yêu vợ tôi làm ơn để tôi yên nhưng thảo mi không buông tha cô ta không khóc lóc không làm ẩm lên ngay lập tức thay vào đó cô ta nở một nụ cười bí hiểm anh nghĩ em sẽ để mọi chuyện kết thúc dễ dàng thế sao được thôi anh chọn vợ anh nhưng em sẽ cho cô ta biết anh thực sự là người thế nào nam giật mình không hiểu ý cô ta nhưng anh không kịp phản ứng vì thảo my đã rút điện thoại ra cô ta nhấn gửi một loạt tin nhắn và video đến số của hà những tin nhắn cũ những hình ảnh khi hai người đi ăn tối và cả đoạn ghi âm những lời hứa hẹn của nam trong lúc yếu lòng bây giờ thì cô ấy biết hết cả rồi anh về mà giải thích đi nam lao đến giật lấy điện thoại nhưng mọi chuyện đã quá muộn anh đứng bất động lòng ngập tràn sự hối hận và hoảng sợ tối hôm đó hà nhận được tin nhắn từ số lạ cô mở ra từng hình ảnh từng đoạn video hiện lên trước mắt những tin nhắn cũ đầy yêu thương mà nam gửi cho thảo my khiến tay cô run rẩy cô cảm thấy như một lưỡi dao sắc bén đang đâm sâu vào tim mình rạch toang những vết thương chưa kịp lành hà ngồi đợi nam về trong căn nhà tối om khi anh bước vào ánh mắt cô lạnh lẽo đến mức khiến nam khựng lại anh nói đi đây là gì hà đưa chiếc điện thoại về phía nam giọng cô run lên vì giận nam cứng người không dám nhìn thẳng vào mắt cô hà em nghe anh giải thích đây là chuyện cũ anh đã kết thúc rồi cô ta gửi cho em chỉ để phá hoại gia đình mình hà bật cười nhưng đó là tiếng cười đầy cay đắng Chuyện cũ, anh nghĩ một câu chuyện cũ là đủ để xóa sạch mọi lỗi lầm sao? Nếu anh thực sự kết thúc, tại sao cô ta vẫn cố gắng phá hoại? Tại sao cô ta lại tự tin đến thế? Anh đã làm gì khiến cô ta nghĩ rằng cô ta có quyền làm thế này? Nam quỷ xuống trước mặt Hà, nước mắt chảy dài. Anh xin em, anh đã sai, anh biết, nhưng anh yêu em, anh không muốn mất em. Anh không biết cô ta lại làm chuyện này, anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội nữa hà nhìn anh lòng cô dối bời giữa cơn giận dữ và tình yêu còn sót lại những hình ảnh kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một cơn ác mộng không hồi kết hà bỏ lên phòng qua trái cửa để nam lại một mình dưới phòng khách một lúc sau bà duyên nhận được cuộc gọi từ nam bà lập tức bắt xe lên thành phố ngay trong đêm khi bước vào nhà thấy nam gục đầu trên bàn còn hà ngồi một mình trong phòng bà hiểu ngay tình hình bà không nói gì với nam khi bước vào nhà thấy nam gục đầu trên bàn còn hà ngồi một mình trong phòng bà hiểu ngay tình hình bà không nói gì với nam chỉ gõ cửa phòng hà khi hà mở cửa nhìn thấy mẹ chồng cô ôm chầm lấy bà và bật khóc nước nở mẹ ơi con không chịu nổi nữa anh ấy nói đã dứt nhưng con không tin được con không muốn sống thế này nữa bà Duyên vũ về Hà, nhưng ánh mắt bà ánh lên sự giận dữ. Sau khi Hà bình tĩnh lại, bà gọi Nam ra phòng khách. Mày còn để con Thảo mi đó lờn vờn quanh nhà này, tao sẽ đích thân ra tay. Tao tưởng nhịn mày vì nghĩ mày biết đường quay đầu, nhưng nếu mày không giải quyết xong chuyện này, mày cũng đừng nhìn mặt tao nữa. Nam cúi đầu, còn hứa với mẹ đây là lần cuối cùng bà Duyên không chờ Nam Tự giải quyết, bà quyết định đích thân gọi Thảo My ra nói chuyện. Bà Duyên không phải là người thích gây sự, nhưng bà biết rõ rằng sự mềm mỏng lúc này chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn. Khi Hà ngồi khóc nức nở trong phòng, khi Nam cúi đầu như kẻ có tội, bà hiểu rằng một lần nữa chính bà phải đứng ra để bảo vệ gia đình này. Sáng hôm sau, bà không nói với Nam hay Hà, lặng lặng lấy điện thoại của con trai, tìm số của Thảo My và gọi giọng bà rắn giỏi cô là thảo my phải không tôi là mẹ nam tôi muốn gặp cô ngày hôm nay thảo my ban đầu có chút bối rối nhưng sau vài giây cô ta bật cười nhạt qua điện thoại bác muốn gặp cháu bác định trách mau cháu hay bên con trai bác cháu nghĩ mọi chuyện đâu đơn giản thế bà duyên vẫn giữ giọng bình tĩnh cô muốn nghĩ gì cũng được nhưng nếu cô có chút tự trọng thì gặp tôi để nói chuyện rõ ràng Quán cà phê đầu ngõ nhà Nam, 10 giờ sáng. Thảo Mi ngần ngừ nhưng sự kiên quyết trong giọng bà khiến cô không thể từ chối. Đúng 10 giờ sáng, Thảo Mi xuất hiện tại quán cà phê, dáng vẻ tự tin trong bộ váy đỏ ôm sát, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, Chị ta bước vào quán với nụ cười nửa miệng đầy thách thức, nhưng khi nhìn thấy bà Duyên đang ngồi nhấp trà ở góc phòng, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén như dao, nụ cười ấy chợt có phần gượng gạo. Thảo Mi tiến đến bàn, kéo ghế ngồi đối diện, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Bác tìm cháu vì chuyện gì? Cháu nghĩ chắc cũng đoán được ạ." À. Bà Duyên đặt chén trà xuống, ánh mắt không rời khỏi Mi, giọng bà trầm tĩnh nhưng từng chữ đều như bỗ bổ. "Cô Mi này, tôi không muốn vòng vo, tôi già rồi, sống qua đủ sóng gió đời người nên tôi nhìn thấu những gì cô đang làm. Cô nghĩ rằng Cô có thể phá nát gia đình con trai tôi sao? Thảo My nhích môi cười khẩy, dựa lưng vào ghế, giọng điệu đầy thách thức. Bác à, cháu không cần phá. Gia đình anh Nam vốn đã có vấn đề. Anh ấy đến với cháu vì cháu mang lại sự vui vẻ, thoải mái mà vợ anh ấy không thể. Anh Nam quý con gái của cháu và con bé cũng rất quý anh ấy. Mọi thứ đến tự nhiên thôi bác ạ. À. Bà Xuyên nghe vậy, mắt vẫn không rời khỏi Thảo My, giọng bà lạnh lùng. Thế là cứ con gái của cô quý người đàn ông nào thì cô đoạt về làm bố cho nó à? Làm mẹ, trước hết phải hiểu mình là ai, mình đang làm gì. Cô lấy quyền gì mà biến nỗi đau của mình thành lý do để gây nỗi đau cho người khác. Cô bị tổn thương bởi chồng cũ, rồi bây giờ lại định tổn thương người khác để cân bằng sao? Cô gọi đó là tự nhiên à? Lời nói sắc bén của bà khiến Thảo My thoang lung túng. Nhưng chị ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, cố gắng cười gượng. My nói bác nói vậy là bác đang đổ hết lỗi cho cháu nếu anh nam yêu vợ đến thế sao anh ấy lại đến tìm cháu có lẽ bác nên tự hỏi con trai mình trước khi trách cháu bà duyên bật cười nhạt nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng cô nói đúng con trai tôi sai tôi không bênh nó nhưng tôi cũng nói thẳng sai lầm của nó không biến cô thành người đúng cô cứ thử hỏi mình xem liệu cô có xứng đáng để người ta bỏ gia đình vì cô không cô làm được gì ngoài việc phá nát một mái ấm mà người khác đã dày công xây dựng thảo my định đáp lại nhưng bà duyên giơ tay ngăn lại ánh mắt bà sắc bén nhưng giọng nói lại dịu xuống như đang giãi bày cả một đời từng trải cô my cô còn trẻ tôi hiểu cô nghĩ rằng đây là tình yêu là thứ cô đáng được nhận nhưng tôi nói thật với cô một người đàn ông sẵn sàng bỏ vợ con vì một người phụ nữ khác thì cũng sẵn sàng bỏ cô vì một người thứ ba. Cô nghĩ cô sẽ hạnh phúc ư? Ừ. Cô không phải người đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải người cuối cùng. Thảo My bối rối, ánh mắt chị ta dao động. Những lời của bà Duyên như từng nhát dao cắt sâu vào lòng tự tôn của chị ta, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. My nói: "Bác ạ, à, cháu không cố ý phá gia đình anh Nam. Chỉ là mọi chuyện đến tự nhiên, không ai có thể kiểm soát được cảm xúc của mình." Bà Duyên lắc đầu, giọng bà đầy chua xót nhưng kiên quyết. Không ai kiểm soát được cảm xúc, nhưng ai cũng có quyền kiểm soát hành động. Cô không muốn phá thì hãy dừng lại, cuộc đời dài lắm, cô còn nhiều cơ hội để tìm một người đàn ông xứng đáng, nhưng gia đình này, tôi nói thẳng, cô đừng động vào, vì nếu cô còn tiếp tục, tôi không ngồi yên đâu. Cô có con, tôi cũng có cháu, cô không thương bản thân thì nghĩ đến con gái mình đi cô muốn nói lớn lên với câu chuyện của mẹ nó giật chồng người khác à? thảo mia cúi mặt không nói thêm lời nào. lời lẽ của bà xuyên không chỉ sắc bén mà còn đánh thẳng vào nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng chị ta. My đứng lên lặng lẽ rời khỏi quán cà phê bỏ lại bà xuyên ngồi đó. ánh mắt bà vẫn sáng rực như đang nhìn thấu mọi toan tính. bà xuyên ngồi lại thêm một lát ánh mắt vẫn sắc như dao nhưng trong lòng lại dậy sóng bà không biết liệu những lời nói của mình có đủ để thức tỉnh người đàn bà trẻ kia nhưng bà tin rằng chúng đã chạm đến điểm yếu nhất của mi bà nhấp thêm một ngụm trà rồi lẩm bẩm một mình đàn bà khôn là người biết dừng lại trước khi sai lầm biến mình thành kẻ đáng thương nhất cô ta có nhận ra hay không thì cũng là lựa chọn của cô ta rời khỏi quán cà phê bà xuyên biết Trận chiến này chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng bà tin vào sức mạnh của gia đình, tin vào con dâu, người phụ nữ mạnh mẽ và đủ kiên nhẫn để đối diện với những sóng gió trong cuộc hôn nhân của mình. Hà đang ngồi trong văn phòng, cố gắng tập trung trong công việc, dù trong lòng đầy những mâu thuẫn chưa thể giải tỏa. Điện thoại bỗng reo lên, đầu dây bên kia là giọng đồng nghiệp của Nam gấp gáp. Chị Hà, anh Nam vừa bị tai nạn, đang ở bệnh viện, chị đến ngay được không? Hà giữ người, tim cô đập mạnh, dù đã cố tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng cô không thể ngăn đôi tay run rẩy khi gác máy. Cô vội lấy túi sách, xin nghỉ gấp rồi lao nhanh đến bệnh viện. Khi đến phòng bệnh, Hà nhìn thấy Nam ngồi trên giường, tay trái băng bó, quần áo lấm lem bụi đất, gương mặt nhợt nhạt. Ánh mắt anh có chút hoảng loạn, vừa mệt mỏi vừa thất thần. Cảnh tượng ấy khiến tim Hà như bị bóp nghẹt. Không kiểm được, Cô chạy đến bên anh, giọng lạc đi vì lo lắng. Anh có sao không? Sao lại để mình ra nông nỗi này? Không cẩn thận chút nào hết. Nam ngẩng lên nhìn Hà, trong ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi chuyển thành dịu dàng, như tìm thấy điều gì đó an ủi giữa cơn đau. Anh khẽ mỉm cười. Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng anh vui vì em đã đến, thật lòng anh rất vui. Hà cúi đầu không đáp, Cô vẫn giữ ánh mắt xa anh, nhưng đôi tay không tự chủ được đã đưa lên kiểm tra miếng băng trên trán nam. Cô thì thầm. Anh lúc nào cũng bất cẩn như thế. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng, thì thì em biết làm sao. Nam chớp mắt, ánh mắt anh như sáng lên trong thoáng chốc. Anh đưa tay ra, nằm lấy tay Hà, giọng anh trầm hẳn xuống. Hà, anh biết em giận anh, nhưng dù em giận, anh vẫn luôn mong em ở bên anh. Lúc này, chỉ cần em ở đây thôi là anh thấy yên tâm rồi hà không rút tay ra nhưng cũng không đáp lại cảm giác mâu thuẫn tràn ngập trong lòng cô cô vừa giận nam vừa đau khổ vì những gì đã xảy ra giữa họ nhưng đồng thời cô không thể ngừng lo lắng cho anh cô không biết mình nên làm gì nên nói gì lúc này bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề một lát sau hà đứng lên bước đến bàn lấy cốc nước đặt vào tay nam uống nước đi chắc anh cũng mệt cả ngày rồi nam nhận lấy cốc nước ánh mắt không rời khỏi hà anh ngập ngừng một lát rồi nói giọng chân thành hà mấy ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều anh biết anh sai anh biết anh đã làm em tổn thương nhưng anh muốn nói với em chưa bao giờ anh ngừng yêu em chưa bao giờ anh muốn mất em hà quay lại nhìn nam ánh mắt cô tràn đầy nỗi đau nhưng cũng ẩn chứa một chút hy vọng mong manh anh nói thế Nhưng những gì anh làm thì sao Anh có biết em đã đau như thế nào không Anh có biết mỗi ngày Em phải tự hỏi Liệu mình có còn giữ được gia đình này nữa không Nam im lặng cúi đầu Giọng anh khản đặc Anh biết anh không dám mong em tha thứ ngay Nhưng hãy cho anh thời gian hả Anh sẽ chứng minh Sẽ làm mọi cách để sửa sai Em có thể ghét anh Có thể trách anh Nhưng đừng rời xa anh Đừng để anh mất em Hà đứng lặng không biết nên đáp lại thế nào lòng cô như một mớ hỗn độn vừa đau đớn vừa yêu thương vừa giận dữ vừa muốn tin tưởng cô nhìn nam người chồng đã từng là tất cả đối với cô giờ đây như một kẻ lạc đường mong mỏi tìm lại con đường về nhà hà cúi xuống sửa lại chân cho nam giọng cô khẽ khàng nhưng lạnh lùng hơn trước anh nghỉ ngơi đi chuyện giữa chúng ta để sau rồi nói em không muốn hứa bất cứ điều gì lúc này Nam gật đầu, anh không dám nói thêm, nhưng ánh mắt anh dõi theo Hà khi cô bước ra ngoài cửa. Ánh mắt ấy chứa đựng cả sự hối hận lẫn quyết tâm. Nam biết rằng anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng để sửa sai, để cứu vãn mối quan hệ mà anh từng coi là lẽ sống. Bệnh viện chiều hôm ấy yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng loa phát thanh thông báo giờ thăm bệnh bà Duyên tất tả bước vào phòng bệnh, vẻ mặt vừa lo lắng vừa giận dữ. Bà nhìn thấy Nam đang ngồi trên giường, tay bó bột, mặt mày thì sướt sát, ánh mắt thẫn thờ, thấy mẹ Nam mỉm cười gượng gạo. Mẹ đến rồi à? Con không sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Nhưng bà Duyên không vội đáp, bà đứng trước mặt Nam, chống nạnh, giọng lớn át cả sự yên tĩnh của bệnh viện. Mày ngã xe cái kiểu gì mà đến nỗi như thế này hả? tao nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng phải cẩn thận, đừng có mà nghĩ ngợi lung tung rồi làm khổ mình. Vợ mày còn chưa hết buồn, giờ lại thêm cái nỗi lo này, mày muốn cả nhà khổ vì mày phải không? Nam cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mẹ. Anh lý nhí. Con không sao thật mà mẹ, chỉ chảy sức chút thôi. Bà duyên thở dài, ánh mắt vẫn đầy nghiêm khắc. Bà tiến tới, cầm lấy bộ quần áo bẩn của Nam, cẩn thận gấp lại cho vào túi. Rồi bà ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào Nam, giọng bà hạ thấp, nhưng đẩy châm biếm. Đấy, giờ thì mày gọi người tình của mày vào mà chăm đi. Tao già rồi, sức đâu mà hầu. Vợ mày thì đang bầu bí, không nhờ được. Để xem cái người mà mày cưng chiều đấy, có chạy vào đây mà sót mày không? Nam ngẩng đầu lên dãy nảy. Mẹ à, sao mẹ lại nói thế? con chỉ có mẹ và hà thôi con sai rồi con biết sai rồi mẹ đừng nói vậy nữa mà bà duyên bật cười khẩy giọng bà mỉa mai mà cũng đau đớn mày sai rồi mà giờ tao thấy mày ngồi đây cô hối hận cái gì đâu tao nói thật nhá nếu họ thay được cái não của mày thì tao đã trả tiền thay cho rồi mày ăn học đàng hoàng mà đầu óc u mê không chịu được có vợ đẹp con khôn gia đình yên ấm lại đi đổ đốn về một người như thế Mày tính làm gì hả con? Nam cúi đầu im lặng, một lúc sau anh mới thở dài, giọng nói để nặng nề. Mẹ à, thật sự con và chị My không có chuyện gì đâu. Chị ấy buồn vì chồng bồ bịch, con gái không hợp bố dưỡng nên tìm con để tâm sự thôi. Con bé Thảo Trang quý con, chị ấy cũng vì thế mà có cảm tình với con, chỉ vậy thôi mẹ ạ. À. Bà Duyên đập mạnh tay lên đầu gối, mắt lườm nam sắc như dao trời đất ơi càng nói càng ngu dại tao hỏi mày người ta buồn vì chồng ngoại tình thì mày đi làm gì đi tâm sự hay đi làm chồng thay thế sao cái ly lẽ của mày ngớ ngẩn thế hả đàn bà tử tế ai lại đi lôi kéo chồng người khác để giải khuây cái loại đấy gọi là thâm độc mày hiểu chưa nam nuốt nước bọt không dám cãi thêm nhưng bà duyên không để anh trốn tránh giọng bà càng thêm chua cay đàn ông như mày là loại dễ xa chân Không phải là vì mày xấu Mà vì mày ngu Người ta ngọt với mày vài câu Khen mày vài lời Là mày tưởng mình hay ho lắm Tưởng mình là anh hùng cứu thế Còn vợ mày Nó chẳng nói gì Chẳng đòi hỏi gì Mày lại cho là nó tầm thường Tao nói thật nhá Mày không tỉnh ra Thì cả đời Mày chỉ đi làm con dối Cho mấy con đàn bà như thế giật dây thôi Nam cúi gầm Giọng lý nhí Mẹ à, con biết con sai rồi nhưng con không có ý gì với chị ấy cả con đã nói rõ ràng với chị ấy rồi bà duyên cười nhạt mày nói rõ thế chị ta có nghe không hay lại tiếp tục bám lấy mày đàn bà kiểu đấy nó không đơn giản đâu một khi nó đã muốn thì nó chẳng từ thứ gì kể cả phá vỡ gia đình người khác tao nói mày nghe đàn bà mà đẹp nhưng không biết giữ mình thì không phải là phúc mà là họa đấy nam ngồi yên lòng anh đầy rối bời những lời mẹ nói như bóc trần từng suy nghĩ mà anh đã cố biện hộ cho bản thân đúng là anh đã bị cuốn vào những lời khen ngọt ngào sự chú ý mà thảo my dành cho anh anh từng tự hào khi được một người phụ nữ như chị my để ý nhưng giờ đây anh nhận ra tất cả những thứ đó chẳng đáng giá gì so với ánh mắt lạnh lùng của hà và những giọt nước mắt mà mẹ anh phải rơi bà Duyên đứng dậy, kéo túi đồ về phía mình. Trước khi ra khỏi phòng, bà quay lại, nói một câu cuối cùng. Mày nhớ lấy lời tao, vợ mày nó buồn, nhưng nó chưa bỏ mày vì còn nghĩ đến con cái. Nhưng đến một ngày, nó không còn cần mày nữa, thì đừng có mà khóc lóc. Tự mày phá hủy gia đình, tự mày phải gánh chịu hậu quả ạ. Bóng bà khuất dần sau cánh cửa, để lại Nam ngồi bất động trên giường bệnh, anh cảm thấy như vừa trải qua một trận cuồng phong Lời của mẹ không chỉ là trách mắng Mà còn là những lời cảnh tỉnh Khiến anh nhận ra mình đã đánh mất điều gì Nhưng liệu có quá muộn để anh sửa sai Nam không biết Anh chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên Khi nghĩ đến ngày mà Hà không cần anh nữa Ba ngày sau Bà Duyên quyết định trở về quê Dù lòng bà vẫn còn lo lắng Nhưng bà biết không thể ở lại mãi lúc trước khi đi bà ngồi xuống bên cạnh hà người con dâu bà thương yêu như con gái ruột hà vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng đôi mắt thoáng nét mệt mỏi sau những ngày nặng lòng bà nắm lấy tay hà giọng bà nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự ân cần hà này trước khi mẹ đi mẹ muốn nói vài lời với con mẹ biết mấy hôm nay con mệt mỏi nhiều lắm giận nam giận đến tận xương tủy cũng là đúng nhưng nghe mẹ nói con nhá hà không đáp chỉ nhìn xuống đôi tay mình ánh mắt cô buồn bã nhưng không lạnh lùng như trước bà duyên nhẹ vuốt bàn tay con dâu tiếp tục nói con giận nam là đúng nhưng con phải nhớ gia đình không chỉ tồn tại nhờ tình yêu đâu mà còn nhờ sự bao dung đàn ông đôi khi nó ngu dại xa chân vào những chuyện không đáng nhưng nếu nó biết quay đầu con phải cho nó cơ hội hà khẽ nhíu mày giọng cô trầm xuống nhưng mẹ ạ, à, con không chắc anh Nam có thật sự quay đầu không. Con đã tin anh ấy một lần, nhưng anh ấy đã làm con thất vọng. Giờ thì con không biết liệu có thể tin anh ấy thêm lần nữa không. Bà Xuyên gật đầu, ánh mắt sâu lắng. Mẹ hiểu, tin lại một người đã làm mình đau lòng, khó lắm chứ. Nhưng con cũng phải nghĩ đến cái gì quan trọng hơn hả ạ? Là con, là đứa bé trong bụng là cái mái nhà ấm mà con và Nam đã xây dựng suốt bao năm. Người đàn ông nào cũng có lúc giải rột, nhưng nếu nó biết sai, biết sửa, thì người phụ nữ khôn ngoan là người biết nắm giữ hạnh phúc. Hà lặng thinh, nước mắt rơi xuống từ lúc nào, bà Duyên nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má cô, giọng bà trầm ấm, như đang dãy bày cả một đời từng trải. Con à, vợ chồng sống với nhau lâu không chỉ cần yêu mà còn cần cả lòng kiên nhẫn và sự tha thứ cả đời mẹ mẹ đã khóc không biết bao lần vì bố tụi nó cũng có lúc mẹ muốn bỏ muốn buông nhưng mẹ nghĩ nếu mẹ không giữ thì ai sẽ giữ hạnh phúc không tự dưng mà có con ạ à. đôi khi mình vì chiến đấu để giữ nó lại hà ngước lên ánh mắt đẫm nước nhưng vẫn sáng lên sự vân vân mẹ ơi con sợ còn sợ nếu con tha thứ anh nam sẽ lại làm tổn thương con lần nữa con không đủ mạnh mẽ như mẹ đâu bà duyên siết chặt tay hà giọng bà thêm kiên quyết con không yếu đuối đâu hà hà con mạnh mẽ hơn con nghĩ đấy nhưng tha thứ không có nghĩa là quên con phải nói rõ cho nam hiểu nếu nó còn sai thêm một lần nữa con sẽ không giữ nó lại Tha thứ không phải là nhắm mắt làm ngơ mà là để cả hai cùng sửa chữa. Nhưng trước hết con phải mở lòng mình đã. Hà khóc nức lên, những giọt nước mắt dồn nén bao ngày giờ mới được tuôn ra. Cô ôm lấy bà duyên, cảm nhận sự ấm áp từ người mẹ chồng mà cô luôn kính trọng. Con sẽ cố gắng mẹ ạ, à. con hứa với mẹ. Nhưng nếu anh Nam làm sai thêm lần nữa, con sẽ không chịu đựng được đâu bà duyên vỗ nhẹ lên lưng con dâu giọng bà dịu dàng nhưng chắc chắn mẹ tin con và mẹ cũng sẽ nói cho nam biết nó không còn nhiều cơ hội đâu nó dại một lần mẹ có thể tha con có thể tha nhưng nếu nó không biết sửa thì đừng giữ làm gì gia đình là để yêu thương chứ không phải là để làm nơi chịu đựng đến lúc bà duyên rời đi hà tiễn bà ra cửa bà quay lại nhìn con dâu lần nữa ánh mắt vừa thương vừa lo hà nhớ lời mẹ nhá dù chuyện gì xảy ra con cũng phải giữ sức khỏe đứa bé là niềm hy vọng là tương lai của con đừng để ai làm tổn thương đến hai mẹ con con hà gật đầu nhìn theo bóng bà khuất dần sau cánh cổng trong lòng cô những lời của bà như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh cô biết mình cần thời gian để suy nghĩ, để quyết định liệu có thể tha thứ hay không, nhưng ít nhất cô cũng không còn cảm thấy cô đơn trong hành trình này nữa. Sau khi bà Duyên trở về quê, Nam lặng lẽ chuẩn bị một buổi tối đặc biệt, anh mời Hà đi ăn ở nhà hàng cô từng thích, nơi họ kỷ niệm ngày cưới. Lúc đầu Hà còn miễn cưỡng, nhưng khi đến nơi, nhìn cách Nam cố gắng khiến mọi thứ hoàn hảo, cô cảm nhận được sự chân thành từ anh khi món tráng miệng được đưa ra nam nắm tay hà ánh mắt chân thành anh biết em vẫn chưa thể tin anh anh biết anh làm em đau và anh sẽ mất rất lâu để sửa sai nhưng anh không muốn từ bỏ không phải vì anh sợ mất em mà vì anh yêu em anh yêu gia đình này anh sẽ làm tất cả để em tin anh một lần nữa hà nhìn vào đôi mắt của nam nơi có cả sự hối lỗi lẫn quyết tâm cô im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu em không hứa là sẽ quên nhưng em sẽ cố thử tin anh nam mỉm cười chết chặt tay cô đó là bước đầu tiên trong hành trình hàn gắn của họ cả hai biết rằng sẽ còn nhiều thử thách nhưng ít nhất họ đã có cùng một mục tiêu cuộc sống không dễ dàng trở lại như trước Hà vẫn cần thời gian để chữa lành, Nam vẫn cần cố gắng để chứng minh bản thân. Nhưng trong căn nhà nhỏ, những bữa cơm tối đã không còn im lặng, những câu chuyện nhỏ dần trở lại. Và đâu đó, tia hy vọng về một tương lai mới đang len lỏi trong tim. Bà Duyên từ quê xa, nhận được tin nhắn của Nam. Mẹ ơi, con hứa con sẽ làm mẹ tự hào. Bà mỉm cười, đặt điện thoại xuống, lòng nhẹ nhõm. Gia đình này, cuối cùng, cũng có cơ hội bước tiếp, bà nghĩ. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi, một câu chuyện vô cùng hay và ý nghĩa phải không quý vị và các bạn? Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện mới sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.